kẻ hận tình vô cớ tấn công chính phụ nữ. Nhiều lần tỏ tình đều bị từ chối, Trần Lê Huy nảy sinh thù hận, dùng gạch, dao nhọn vô cớ tấn công chính phụ nữ gặp trên đường. Ngày 7 tháng 11, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đang tạm giữ hình sự Huy, 31 tuổi, để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Huy từng có hai tiền án, vừa mãn hạn tù. Theo điều tra ban đầu, sau khi ra tù, Huy từng tỏ tình với nhiều cô gái nhưng đều bị từ chối nên nảy sinh hận thù, nhất là phụ nữ có điều kiện kinh tế. Anh ta lên kế hoạch dùng hung khí là gạch, gậy gỗ, tuyết bóng đèn, dao nhọn để tấn công vô cớ phụ nữ gặp trên đường. Khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 10, Huy cầm gạch đánh người phụ nữ trên đường Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Chiều hai ngày sau anh ta lại lấy gạch đập vào đầu một cô gái khác ở phố Ngô Quyền, quận Hoàng Kiếm tối ngày 2 tháng 11 và chiều ngày 3 tháng 11, Huy dùng bóng tuyết thủy tinh liên tiếp vụt vào mặt cháu gái 14 tuổi khiến nạn nhân gãy sống mũi và dùng gậy gỗ tấn công một cô gái trước cửa trung tâm thương mại trang tiên. Cảnh sát cáo buộc anh ta còn nhiều lần dùng dao cứa vào cổ sau gáy, đâm vào mặt nhiều nạn nhân là phụ nữ giữa phố ở quận Hoàng Kiếm. Bước đầu, cảnh sát xác định Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công vô cớ người đi đường trên địa bàn Hà Nội trong đó 9 trên 10 vụ nạn nhân là phụ nữ.